Hello anh em, hiện tại event Halloween sắp kết thúc, và có lẽ anh em đã hoàn thành toàn bộ các mốc sự kiện, để nhận lấy những phần thưởng giá trị. Event năm nay ngoài những chiếc hòm nhân phẩm đã lấy đi bao nhiêu nước mắt và tiền bạc, thì chúng ta còn có một chiếc tăng có thể nhận miễn phí bằng cách thắng 30 trận đấu. Dù không được đáng giá lắm nhưng với những anh em có sở thích gác cổng hành gà, thì chiếc xe đang làm khá tốt vai trò này. Chào mừng anh em đến với xe tăng hạng nặng mét dây, người bảo vệ pa ra ông. Sơ lược qua về chiếc xe này, thì đây là một phiên bản khác của chiếc xe tăng cao cấp Excelsior đến từ Anh Quốc, nhưng được nâng cấp về nhiều mặt. Nâng cấp rõ rệt nhất là khả năng chống chịu với lớp giáp mặt dày cộp. Wargaming thấy bộ giáp chất lượng là chưa đủ, thì còn tặng thêm cho mét dây một lượng máu cao nhất trong toàn bộ tăng cấp 5, đủ sức chấp su 85 bắn một viên thì nó vẫn hơn 10 máu. Khẩu súng được sửa đổi lại thành băng đạn với khả năng dồn sát thương khủng khiến, cho chiếc xe này có thể trở thành một hung thần mới ở cấp 5. Đầu tiên là về phần giáp mặt, của chiếc xe này có khả năng chống đỡ hầu hết các loại đạn của kẻ địch cung cấp, nhất là với những kẻ địch có độ xuyên thấp, đến trung bình khi nhìn đâu cũng chỉ một màu đỏ choét. Tuy nhiên với thiết kế giáp thẳng đứng như hai cái hộp chồng lên nhau thì việc ngắm bắn chiếc xe này trở nên dễ dàng đối với những xe có khả năng xuyên giáp tốt hoặc đổi qua đạn vàng. Cái này cũng là để cân bằng lại chứ nó mà vắt ngang như T-34, thì cả cái hội tăng cấp 5 nó lùi hết chỉ chừa mấy tên AT-2 ra. Tiếp đến là khẩu pháo. Của xe đã được nâng cấp hoàn toàn khi được trang bị hệ thống băng đạn 4 viên, với sát thương mỗi băng đạn lên đến 440. Mét dây chỉ cần 6 giây để nhồi hết đống đạn này vào mồm địch, và chừng đấy là đủ để có thể cho một xe tăng cùng cấp bay hết, từ 1/2 đến 2/3 cây máu. Tuy nhiên để cân bằng thì Wargaming đã giảm khả năng xuyên giáp của chiếc xe này xuống, với chỉ 110mm đạn thường, thì đây là điểm bất lợi lớn cho mét dây khi đối mặt với những tăng cấp cao hơn, hay những chiếc xe giáp tốt cùng cấp trong đó có cả bản thân nó. Bạn sẽ phải nắm rõ điểm yếu để bắn xuyên giáp xe địch, hoặc đổi qua chiến thuật tạt sườn kẻ địch. Cơ mà đạn vàng chiếc này xuyên tới 150mm, spam đạn vàng tẹt ga đi anh em ê. Chú ý thêm một điều là ngoài khả năng xuyên phá kém ra, thì sau khi bắn hết 4 viên, mét dây sẽ tốn khoảng 14 giây để nạp lại toàn bộ băng đạn. Kẻ địch nếu tinh ý có thể dồn lên xin trả cho người toàn bộ sát thương bạn đã gây ra hay đưa thẳng bạn về gara. Vì vậy đi cùng đồng đội là phương án tốt nhất khi chơi chiếc xe này, khi họ có thể bảo kê bạn trong khoảng thời gian bạn đang nạp lại băng đạn tiếp theo. Tổng kết chung thì đây là một chiếc tăng rất đáng để anh em trải nghiệm, với khả năng cơ động khá tốt so với mặt bằng chung của tăng hạng nặng, bộ giáp chắc chắn, và khẩu pháo bắn nhanh giúp cho lối chơi của nó phong phú và đa dạng hơn. Bạn có thể tự tin vào lớp giáp mặt của chiếc xe này, chỉ cần nghiêng lắc một chút, nhớ là sử dụng giáp mặt, để chặn đạn thay vì chơi chiến thuật nghiêng hông vì phần hông chiếc xe này khá là mỏng, bạn có thể yên tâm xả hết băng đạn rồi lui về. Tuy nhiên, khi đối mặt với những xe tăng cấp cao hơn, bạn nên lựa chọn lối đánh an toàn là đồng đội thu hút hỏa lực còn bạn, thì lợi dụng cơ hội địch sơ suất hoặc vừa bắn xong để xả đạn. Ngoài ra, bạn có thể đi chung với những xe tăng hạng trung hoặc hạng nhẹ team mình. Lớp giáp cứng cáp đi kèm với khẩu pháo băng đạn sẽ tạo thành cơn ác mộng cho kẻ địch. Bạn có thể đóng vai trò thu hút hỏa lực từ đội địch nếu họ không có những chiếc xe với khả năng xuyên giáp tốt. Video review xe tăng mét dây đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã xem.
完了。聞いてるな。敵車両発見。ダメージは大きいだろう。楽勝だ。